Rồi em xin chào toàn thể quý anh em đó. Bữa nay em lên sóng với anh em là giờ này là cũng 3:30 rồi, 3:30 chiều rồi. Dưới em bắt đầu mát mẻ nè. Ông ba em ông chạy chiếc quy qua thánh thằng ơi, em nói với anh em. Chiếc quy qua này công nhận cái máy nó chạy hơn quay game thiệt anh em ơi. Quy qua mà quy qua mà cái gì số lùi số con khỉ khô gì đó, em có gành quy qua này đâu. Video này lên với anh em lên với anh em ba mẫu bô. Bô này là bô ba mẫu bô này đều là ba mẫu bô của Thái Lan hết nha anh em. Đó. Thì tổng cộng tới 4 mẫu luôn nhưng mà trong đó có một mẫu quay 110 Thái này nè. Cái bô mà quay 110 Thái hàng chính hãng Honda Thái Lan này nè. Thì em chỉ khui với anh em là em chỉ khui ra với anh em là cái một mẫu bô đích đen thôi. Mẫu bô đích đen này là cái mã là 18350KFL-D00 nè anh em. Made in Thái Lan có mã chích code đàng hoàng nha anh em. Nói chung là bán hàng đúng hàng chính hãng bao anh em chết nha. Đó chứ không phải bán ba cái hàng lô đâu. Đó. Còn đây nè, để em nói cho anh em, giải thích cho anh em hiểu luôn. Đó. Thì có một số anh em á, người ta nghĩ á là bô 2543 hàng chính hãng Honda Thái Lan nè là do người ta nói là bô, có một số anh em người ta nói là bô 2543 Sài Gòn. Ừ. Đó thì em sẽ giải thích cho anh em hiểu cái video này nó như thế này. Có chứ không phải không có, có chứ không phải không có, nhưng mà em nói với anh em á, cái tem này nó không có phải như vậy nha. Cái tem này không phải như vậy nha anh em. Bô này là đúng bô nhập khẩu chính hãng Honda Thái Lan nè anh em. Đó, nước xi nó cũng khác nữa, nhưng mà nó có nha. Cây bô này có hàng giả nha anh em. Đó, cây bô này có hàng giả cho nên là anh em người ta nói đó cũng đúng một phần, nhưng mà một phần cũng sai. Một phần cũng sai là do người ta, tất cả người ta đánh đồng là người ta nói ừ cứ mẫu bô mà 110 hàng mới bây giờ á là người ta cứ nghĩ là ừ do ở thành phố Hồ Chí Minh sản xuất hay còn gọi là bô 2543 Sài Gòn. Ừ ok anh em. Đó nhưng mà em xin khẳng định với anh em. Đó, bô quay Thái 110 hàng xé bịch khui nguyên đai nguyên kiện hàng chính hãng Honda Thái Lan. Đó. Ở đây á, là em có hai mẫu. Một mẫu là em đây em khui ra em quay với anh em là bô đích đen nè. Nói chung là bô này em bán rất là chạy, đặc biệt là bô game Thái. Bô game Thái này em nói với anh em một ngày nào cũng vậy. Ngày nào cũng 3-4 cây bô, ngày nào cũng 3-4 cây bô game Thái lên đường cho anh em khách. Đó. Rồi bắt đầu từ cái cây số 1 nha, mẫu số 1 nha. Rồi giới thiệu sơ qua trước đi hả Du. Nè, mẫu bô số 1 là mẫu bô quay Thái 110. Hàng chính hãng xé bịch mới 100% chưa từng sử dụng. Bô quay Thái 110 hàng chính hãng Honda Thái Lan. Đó. Thì nó có hai loại, một loại đích đen với một loại đây đích xi nè. Đích xi là cái mã nó KFL-850 luôn nè. Đó chuẩn mã luôn đó. Đó chứ không phải mà 2543 Sài Gòn gì như anh em nghĩ đâu nghe anh em. Cái đó là quan niệm sai đó, không phải đúng đâu. Nói chung cũng đúng một phần, có hàng giả chứ không phải không có, nhưng mà không anh em có đánh đồng được. Không có đúng đồ. Đó. Cái mẫu số 2 là bô rim Thái. Bô rim Thái hàng chính hãng Honda Thái Lan. Đây. Em mới khui ra luôn đây. Chơi là nói có sách mách có chứng với anh em, mã là 18350 GN5-620. Made in Thái Lan có mã chích code đàng hoàng. Đó, có mã chích code rõ ràng hết trơn, người ta sợ là cái vụ bô giả là không có cái mã chích code này nè anh em. Bô giả người ta sợ là không có cái mã chích code nè, có bô giả anh em. Đó. Bán bao đúng hàng cho anh em. Đó. Bô giả nước xi nó có đẹp gì đâu anh em ơi. Tiếp 341-2543-GSGM-C100 Honda. Và đích bô có chữ S nha, bô game Thái đích bô có chữ S nha anh em. Đó. Tiếp theo bữa nay em có về được thêm một mẫu bô mà mới độc lạ. Nói chung nó cũng không có mới mẻ gì đâu, nhưng mà tại em mới bán với anh em thì em nói vậy thôi cho nó thu hút. Đây cái mẫu bô này là cái mẫu bô nè. Bô quay Thái 204. Đích xéo mà em đang gắn trên chiếc xe nhà của em đó, em đang gắn trên chiếc Alpha lốc trắng 205 của em đó. Đây. 18350 KRS-600 Made in Thái Lan. Không đúng hàng một em đền 10 cho anh em. Đó. Nó dám nói dám làm anh em. Đây, cái mã nó thì y chang như mã rim Thái. Cái mã nó y chang như mã rim Thái nhưng mà cái nét của nó có hơi khác. Đây, hai nét nó hơi khác nhau một chút nha. Đó, cũng tiếp 341-2543-SGM-NF100. Đây cũng vậy. Nhưng mà cái nét nó hơi khác một chút xíu, ok. Đó. Nhưng mà cổ của nó là cổ đen. Rồi bây giờ em sẽ phân tích cho anh em. Phân tích cho anh em là để mình phù hợp với chiếc xe nào và mình dọn cái hình xe nào, mình mua cái bô nào. Chỉ phân tích là dòng quay thôi nha, còn riêng cái dòng ghim thì anh em vô
Game Thái thì anh em chỉ có bầu Game Thái này thôi chứ anh em không có sự lựa chọn đó. Rồi ok anh em, đi vô mẫu số 1 bô quay Thái 110, hàng chính hãng Honda Thái Lan. Đây bô quay Thái 110 đít đen, hàng chính hãng Honda Thái Lan, thì cái đít nó bô đít đen là cái đít nó màu đen đó. Đây nè, có một số anh em á, người ta nói á, là bô đít đen này á nó nổ hay hơn bô đít xi đó, thì em nói thiệt với anh em luôn, không phải đó. Em xin khẳng định với anh em, với vai trò là người từng sử dụng chứ không phải với vai trò là người bán, cây bô 2543 này á, cái thời điểm mà 2017 là em đã xài rồi, mà cái thời điểm đó bô nó còn cái tiếng nó hay hơn thời điểm bây giờ, cái thời điểm đó cái bô nó tiếng nó hay hơn bô bây giờ một chút đó. Thì đây nè anh em, cái bô nó là nó đóng Honda Tiết 341 2543 NF 110 đó. Bô này đập hộp chính hãng Honda Thái Lan nha anh em, nói chung là xé bịch chính hãng Honda Thái Lan đát mới nhất nè, 2022 mới 100% nha, B22 nha anh em, 2022 nha. Đó, cây bô nó nằm trong một cái bịch, nó không bao gồm cái cọ, không có bao gồm dĩ bô anh em. Đó. Mới 100%, tuyệt đẹp. Đó. Thì cây bô này nè, anh em gắn vô thích hợp cho anh em vô dọn cho những cái dòng xe là như là anh em lên cái hình là quay 110 Thái đi tem quay 110 Thái. Đó, đúng zin. Hoặc là anh em vô mấy cái dòng Alpha. Đó, lốc trắng lốc đen. Đó. Còn cái chuyện á mà anh em muốn mua đít xi đít đen á thì tùy sở thích của từng người. Bô mới thì nó không cái tiếng của nó đít đen với đít xi y chang nhau à. Trừ khi nào mà anh em chạy một thời gian nó đóng khói rồi đó là nó nổ hay nha. Thời chạy anh em chạy một thời gian đóng khói nó nổ hay. Rồi lúc đó nó có cái sự khác biệt về cái tiếng, nhưng mà nó khác chút xíu thôi. Em đã từng xài qua hết trơn rồi. Riêng bô Game Thái này em chưa từng xài nè, tại vì em không có xe Game Thái. Đó, chứ nè, thằng này em đang gắn trên xe nhà em luôn nè. Thằng này hay nha, bô này kêu ta nổ giòn lắm nha anh em, thằng này hay nè. Thằng này chạy đóng khói rồi nghe tơi tái luôn nè. Bô quay Thái 110, hàng chính hãng Honda Thái Lan, bô đít đen thì giá 1.450.000. Còn cái bô đít xi này nè, đây là cái bô đít xi nè. Bô đít xi thì cái mã của nó là KFML gạch 850. Đó. Còn cái bô đít đen á. Đâu rồi? Để cho anh em coi cái. Còn cái bô đít đen á, cái mã của nó là KFML gạch D00. Đó, thì cái bô đít đen này 1.450.000. Còn cái bô đít xi này nè, là cái này nè, là giá 1.350.000, trên lệch nhau 100.000 bạc đó, anh em chọn nào chọn. Tiếp theo là bô rim Thái, hàng xé bịch mới 100%, chính hãng Honda Thái Lan. Đây, bô rim Thái. Bô rim Thái nha anh em, Honda Tiết 341 2543 GSM C100. Đó, và cái phần đít này nó có chữ S nè. Phần đít bô nó có chữ S, anh em thấy không? Đây, đít bô có chữ S rõ ràng nha. Đó. Bô rim Thái nói chung xi Thái thì nói chung thì nó đẹp lắm, không có gì mà để bàn cãi đâu. Đúng xi chính hãng Honda Thái Lan là cực đẹp luôn, không có lỗi lầm gì trơn á. Đó. Không có gì mà để bàn cãi đâu nghe anh em. Thì một cây bô rim Thái hàng xé bịch mới 100%, chính hãng Honda Thái Lan. Ở đây em bán với giá là 1.350.000. Đắt mới nhất luôn 2022. Đây. E22 2022. Đắt mới nhất nha anh em, mới chính hãng 100% nha. Đó. 1.350.000 một cây. Anh em lưu ý, những cái bô này là bô hàng mới, tất cả đều là mã Tiết 341 2543. Chứ không phải cái mã Tiết 341 1985 nha. Bò mã đó là mã theo xe hoặc là mã tồn. Ở đây em không có tiền để mua mấy cái bô. Nếu như mà nếu như cây bô 1985 á mà nó đẹp can kiểu này á, bô theo xe hoặc bô tồn có mười mấy vít càng cây lần anh em ơi, chơi không nổi đâu, em chơi không nổi. Đó, thì bô rim Thái 1.350.000 đó. Đó. Tiếp theo là cây bô quay Thái 204. Quay Thái 204 là cây bô này á, nó nằm đúng hàng theo xe đó, là nó nằm trên chiếc quay Thái 204. Cái chiếc xe hình hài nó anh em nhìn y chang như chiếc quay nhỏ Alpha lốc trắng lốc đen mình thôi. Cái lốc nó màu đen, chữ ngang như quay A. Nhưng mà cái đầu lồng của nó có xài đầu lồng trục bô ống hơi là quay Thái 204. Nó có hai dòng, một dòng có đề, ý không, quay Thái 204 hoàn toàn là không đề. Hình như là không đề, không có gì á, em nhớ là vậy đó. Hình như là quay Thái 204 là nói chung xe đó ở thị trường Việt Nam mình ít lắm. Đa số là xe Thái hoặc là xe Thái về không à, xe thị trường Việt Nam mình ít lắm anh em ơi.
sẽ thái về không à. Đây anh em, bô quay thái 204 tiết 341 2543 NF100 SGM, nó y chang cái mã, nó y chang như bô rim thái rồi, nó không khác gì chân, nó khác cái bát bô. Cái bát bô của nó là giống bát bô quay thái 110 nè. Tại vì sao? Tại vì cái thằng này á, nó lắp được cho quay alpha nhỏ. Bô quay thái 204 này nè, nó lắp y chang, y ni và y xì cho quay alpha nhỏ. Quay 110 thái không, quay 110 thái lắp không được anh em ơi. Bô này quay 110 thái lắp không được, nếu lắp anh em phải chỉnh cái cổ lại mới lắp được. Quay 110 thái lắp không được nha, nếu lắp phải chỉnh cổ lại tại cái lồng nó dài hơn chút xíu. Nếu mà cái lồng nó lồng kia lồng 78, lồng 100, lồng 78 mà bô quay thái hay là từ 100 này lồng 7. Lắp không được đâu anh em ơi, nếu lắp phải chỉnh cổ lắp mới được. Nó chỉ lắp được cho mấy cái dòng như alpha, lốc trắng, lốc đen đều được thôi nha anh em. Thằng này lắp cho alpha, lốc trắng, lốc đen là già lắp cho chính bản thân nó được thôi. Đó. Đát đây đát cũng đát mới nhất luôn nè, 2022 nè, mực hãng vẫn còn. Mới 100% nha anh em. Đó. Đó, xi thái anh em nhìn phê không? Đít đó thì đít xéo. Đít xéo. Đó, không có chữ S nha. Tại bô rim thái mới có chữ S. Và cái phần cổ của nó là thiết kế cổ màu đen, không có dĩ che bô. Không có dĩ che bô là không có dĩ cách nhiệt đó. Đây, cổ nó cổ màu đen. Cổ này sơn chống cháy nha anh em, sơn chống cháy. Cổ màu đen sơn chống cháy. Đó, cổ đen nha anh em. Kể cả cái lắc kê vô cái cổ bo, lắc kê vô cái co bo này cũng màu đen luôn nè, nó sơn chống cháy. Cái cổ này á anh em, nói chung là anh em dọn mấy cái hình 204 á, hoặc là anh em dọn mấy chiếc quen pha mà anh em dọn lên hai màu đỏ đen hoặc là xanh đen đồ á thì anh em vô tuyệt vời, cú mèo lắm. Mà cái bô này nó nổ tê nè. Đó, nó nổ cái tiếng nó căng hơn này nha. Nếu như lực máy của anh em mà đây, em xin nói về cái phần mà máy móc chút xíu luôn. Nói chia sẻ cái kinh nghiệm của em chơi rồi cho anh em tham khảo. Thì nếu cái lực máy của anh em mà lực máy của alpha, lốc trắng, lốc đen mà máy zin á thì anh em chạy mà đúng máy zin nha, hơi hám đồ còn căng nha, là anh em chạy là cái tiếng nổ căng đét luôn á, bô nè. Tiếng nổ căng đét luôn á. Đó. Nhưng mà có một cái là anh em ví dụ như anh em lên cây bô này á thì nó hơi ém chút xíu, anh em chịu khó là anh em nhích gan ti, nó chịu khó là chỉnh gan ti nó kỹ chút xíu lại. Đó. Chạy cũng rất là tê nha, chạy nghe tiếng nổ cũng đã lắm. Với lại nó lên hình, anh em lên hình nó cái bô nó nằm sát vô cái mặt, nó nằm muốn sát vô cái gấp luôn chứ nó không có bị bẹt ra ngoài, nhìn đẹp lắm. Tại vì cổ nó đúng cổ quay của nó luôn nè, mà cả cổ nó sơn đen. Đó. Thằng này thì em bán đồng giá với bô kim thái nè, 350.000. Đồng giá với bô kim thái luôn đó, 350.000 anh em mến thì alo em. Đó. Rồi, ở đây em có 4 mẫu bô, luôn bô đích đen quay 110 là 4 mẫu anh em cần hú em nha. Chào anh em nha.